Xin chào tất cả các bạn học sinh khối 6 đến với buổi học trực tuyến môn sinh học ngày hôm nay. Thì trước khi đi vào cái bài học chính thức ngày hôm nay, cô sẽ sửa nhanh cái bài kiểm tra của các em tuần vừa rồi. Thì tuần vừa rồi các em đã được giáo viên bộ môn mình cho kiểm tra cái đề như vậy đúng không? Gồm 3 câu hỏi 10 điểm. Thì bạn nào tự tin mình làm được 10 điểm nào? Cô sẽ sửa nhanh nha. Ở câu số 1, câu này 3 điểm. Em hãy so sánh cơ quan sinh dưỡng của cây rêu và cây dương xỉ và cho biết cây nào có cấu tạo cơ quan sinh dưỡng phức tạp hơn và vì sao. Thì cái yêu cầu khi các em làm bài kiểm tra là các em phải đọc đề kỹ, thật kỹ cho cô. Cô qua cái thử, qua một số bài mà cô vừa chấm thì cô thấy là các bạn ở cái câu hỏi này các bạn trả lời không có đầy đủ, có nghĩa là các bạn bị thiếu ý các em. Các bạn ở đây đầu tiên là người ta yêu cầu các em so sánh cái cơ quan sinh dưỡng của cây rêu và cây dương xỉ, thứ hai là cho biết cây nào có cấu tạo cơ quan sinh dưỡng phức tạp hơn. Qua cái phần mình so sánh thì mình sẽ rút ra được và các em phải giải thích vì sao. Thì ở cái phần này so sánh cơ quan sinh dưỡng là rễ thân lá đúng không nào, thì các bạn có thể lập một cái bảng. Bạn nào cái phần này bạn nào mà hôm trước mà học nắm bài thì các bạn sẽ thấy là cái bảng này nó nằm trong cái bài dày của cô hôm trước đúng không. Thì ở đây cơ quan sinh dưỡng là rễ thân lá này và có một phần rất là khác biệt giữa cây rêu và cây dương xỉ là mạch dẫn. Thì các bạn đưa vào đây để thấy được cái sự nổi bật cái sự khác biệt giữa hai cây này. Thì các em thấy là cây rêu là rễ giả, cây dương xỉ là rễ thật. Thân của cây rêu là nhỏ, không phân nhánh và cây dương xỉ là thân nó hình trụ và nó nằm ngang. Lá của cây rêu là nó nhỏ, nó mỏng, còn cây dương xỉ là lá già thì nó có cuống dài, lá non thì nó cuộn tròn ở đầu. Mạch dẫn thì ở cây rêu thì chưa có, dương xỉ thì đã có mạch dẫn chính thức. Thì từ cái bảng này các bạn thấy là nó có một số điểm nó nổi bật, nó khác biệt giữa cây dương xỉ và cây rêu, thì các bạn rút ra là cây nào cơ quan sinh dưỡng phức tạp hơn, là cây dương xỉ đúng không. Vì sao? Chúng ta thấy này, bên này rễ giả, bên này rễ thực, bên này chưa có mạch dẫn, bên này đã có mạch dẫn rồi. Đây là, hoặc là về rễ thân lá của cây rêu thì giả nhưng mà dương xỉ nó thật và nó đã có mạch dẫn đúng không. Các bạn nhìn lại một lần nữa xem thử mình trả lời câu này đã đúng chưa. Rồi cô qua câu số 2 ha. Ở cái câu hỏi này là cái câu hỏi dạng thông tin, đọc đoạn thông tin và trả lời câu hỏi. Đây là một cái dạng câu hỏi các em rất là hay gặp trong cái đề kiểm tra một tiết hoặc là kiểm tra học kỳ. Thì cái bài đối với cái câu hỏi này bắt buộc các em phải đọc cái đoạn thông tin rất là kỹ để nắm được cái nội dung đoạn thông tin nói về vấn đề gì và cái câu hỏi người ta yêu cầu cái gì. Ở đây người ta hỏi là em hãy cho biết đoạn thông tin trên nói về nhóm sinh vật nào. Nó là một nhóm sinh vật lớn và đa dạng, bao gồm các sinh vật thông thường là sinh vật tự dưỡng, gồm một hay nhiều tế bào có cấu tạo đơn giản, có màu khác nhau, luôn luôn có chất diệp lục, nhưng chưa có rễ thân lá. Ngay đây các bạn đã xác định được đây là nó đã nói về cái nhóm thực vật nào chưa, nhóm nào chưa? Nếu mà bạn nào chưa có thì chúng ta sẽ đọc, chưa xác định được chúng ta đọc tiếp. Hầu hết sống trong nước thì ngay này cô nghĩ là 10 bạn sẽ trả lời được hết cả 10 rồi đúng không nào? Đó là nhóm nhóm tảo. Ở câu 2 cho biết vai trò của nhóm sinh vật đó, thì chúng ta sẽ đọc tiếp và chúng ta sẽ lọc ra cái vai trò. Ở đây có vai trò thì nó có lợi có hại đúng không nào? Thì ở cái nhóm tảo này là nó vừa có lợi vừa có nó cũng có hại. Thì các em thấy này, cùng với các thực vật ở nước khác khi quang hợp nó thải ra khí oxy giúp cho sự hô hấp của các động vật ở nước. Như vậy là các bạn có thể là ghi ra, còn các bạn nào biết thì chúng ta sẽ tóm gọn lại là nó sẽ thải ra khí oxy giúp cho sự hô hấp của các động vật khác. Những loài nhỏ thì là thức ăn của nhiều động vật ở nước khác này. Có loài thì dùng để làm thức ăn cho người và gia súc, và có một số loài thì được dùng làm phân bón, làm thuốc, nguyên liệu dùng trong công nghiệp như làm giấy, hồi dáng, thuốc nhuộm. Thì bên cạnh cái vai trò là nó có lợi thì nó có hại không các em? Có, thì cái này các em vai trò thì các em cũng liệt kê ra cho cô cái vai có hại của nó luôn ha. Thì nó sinh sản quá nhanh thì nó gây hiện tượng nước nở hoa.
Cái này hôm trước thì cô giáo dạy tiết trước đã giải thích cho các bạn biết rồi. Khi chết làm cho nước bị nhiễm bẩn, hoặc là một số loài khi sống ở ruộng lúa thì nó quấn quanh gốc lúa làm lúa khó đẻ nhánh, thì khó đẻ nhánh thì nó dẫn tới giảm năng suất thu hoạch của cây, đúng không? Rồi các bạn xem lại coi thử mình trả lời đúng chưa. Mình bài kiểm tra mình so sánh xem thử mình làm được bao nhiêu điểm rồi. Các bạn nào tự tin được 10 điểm không? Rồi như vậy là cô đã sửa cái bài kiểm tra cho các em rồi ha. À còn một câu nữa, đó là câu 3. Tại sao nói cây có hoa là một thể thống nhất cho ví dụ minh họa? Như vậy là bài đối với câu hỏi này các em có hai ý là chúng ta phải giải thích này. Thứ hai là các em phải cho ví dụ. Như vậy cây có hoa là một thể thống nhất vì nó có sự phù hợp giữa cấu tạo và chức năng trong mỗi cơ quan, có sự thống nhất giữa chức năng của các cơ quan và tác đồng vào một cơ quan sẽ ảnh hưởng đến các cơ quan khác và toàn bộ cây. Đây là cái câu hỏi nó nằm trong cái nội dung bài học trực tuyến tuần đầu tiên của các em, bài tổng kết về cây có hoa đúng không? Ở đây cho ví dụ minh họa, cô ở đây có cho ví dụ minh họa là có nghĩa là nó giải thích cho những cái ý này. Đó, ở đây có 3 ý để nói lên là cây có hoa là một thể thống nhất, thì cô chỉ cần là các bạn nêu cho cô một ví dụ để chứng minh cho một cái ý trong này thôi. Cô cho các bạn một ví dụ. Nếu ta bón đúng bón đủ các loại phân thì rễ cây sẽ hoạt động tốt. Nó hoạt động tốt thì nó sẽ chuyển được nhiều nguyên liệu cho lá, với ánh sáng đầy đủ lá sẽ quang hợp tốt đúng không? Khi mà lá quang hợp thì nó sẽ chế tạo được nhiều chất hữu cơ. Ngược chất hữu cơ này thì sẽ được mặt rây vận chuyển để nuôi các cơ quan khác phát triển đúng không? Như là thân này, nếu mà nhiều chất hữu cơ thì thân sẽ mập mạp này, sẽ tạo được nhiều quả này, nhiều hạt này. Và ngược lại ở đây có nghĩa là gì? Là nếu mà chúng ta bón thiếu thì sao? À thì ngược lại thì những cái này nó sẽ thân thì nó sẽ yếu hơn, nó gầy gò, quả thì nó tạo được ít hơn, hạt thì nó cũng tạo ít hơn đúng không? Như vậy ở đây thì nó chứng minh cho cái ý là tác động vào một cơ quan sẽ ảnh hưởng đến các cơ quan khác và toàn bộ cây, đúng không? Ví dụ ở cái ý này có sự phù hợp giữa cấu tạo và chức năng trong một cơ quan. Các bạn có thể lấy ví dụ này. Lá nó có chức năng là chế tạo chất hữu cơ, vậy thì cấu tạo của nó là gì? Nó phải có lục lạp đúng không, để cùng với trong lá phải có lục lạp để cùng với ánh sáng mặt trời, khí carbonic trong không khí để nó mới chế tạo ra chất hữu cơ. Còn nếu mà nó không có tạo, nó không có lục lạp thì lá có chế tạo được chất hữu cơ không? Đương nhiên là không, đúng không nào? Rồi như vậy là cô đã sửa xong cái phần kiểm tra cho các em rồi ha. Rồi chúng ta qua học bài mới. Thì trước khi đi học bài mới, cô lưu ý với các em một số điều như sau. Thứ nhất là các em phải chuẩn bị đầy đủ bút, vở ghi và sách giáo khoa. Thứ hai là các em phải ghi nhận nội dung bài vào vở ghi khi trên slide có biểu tượng tay cầm bút đó. Và thứ ba, các em trả lời các câu hỏi được đặt ra trong quá trình học thông qua phần chat hoặc comment trên YouTube khi theo dõi bài. Ở cái phần này bây giờ thì do điều kiện là chúng ta phải học trực tuyến, không học trên lớp, các em không có tương tác được. Nhưng mà cái phần này thì các em có thể tương tác qua phần chat hoặc comment cho cô ha. Thì bạn nào trả lời đúng và chính xác, đúng và nhanh trước khi cô đưa ra câu trả lời thì cô sẽ ghi nhận lại và cộng vào điểm miệng cho các em ha. Chúng ta qua bài mới, bài 40 hạt trần cây thông. Ở tiết trước các em đã học về một cái nhóm, đó là nhóm quýt và đại diện là cây dương xỉ. Thì chúng ta biết này là nó sinh sản, cơ quan sinh sản của nó là bào tử đúng không? Túi bào tử, và nó sinh sản bằng bào tử. Vậy ở cái nhóm hạt trần này nó có giống nhóm quýt hay không? Hay là nó đã có hoa như những cái thực vật có hoa mà mình đã học hay không? Hả? Thì các em quan sát lên này. Thường ngày chúng ta thấy này, đây là cây thông, đây là cái chúng ta hay gọi đây là quả thông đúng không? Vậy chúng ta gọi như vậy đúng hay chưa? Và cây thông này nó đã có hoa hay chưa? Thì cái bài học ngày hôm nay sẽ giúp chúng ta trả lời cái câu hỏi trên. Nội dung bài học ngày hôm nay gồm có 3 phần. Đó là chúng ta sẽ đi tìm hiểu về cơ quan sinh dưỡng của thông. Thứ hai là chúng ta sẽ đi tìm hiểu về cơ quan sinh sản. Và thứ ba, chúng ta sẽ đi tìm hiểu về giá trị của cây hạt trần. Chúng ta đi vào phần đầu tiên, đó là cơ quan sinh dưỡng của cây thông. Các em quan sát và nêu đặc điểm cơ quan sinh dưỡng cho cô.
Đây là thông đúng không? Cơ quan sinh dưỡng là gồm những cái cơ quan nào? Các bạn trả lời cho cô xem, nhớ không? Cơ quan nào được gọi là cơ quan sinh dưỡng? Đó là rễ, thân và lá đúng không nào? Như vậy chúng ta sẽ đi tìm hiểu từng cái cơ quan một ha. Này, rễ, thân và lá. Đầu tiên là rễ, các em quan sát này. Đây là rễ của cây thông. Các em cho cô biết rễ của cây thông có đặc điểm gì? Có nghĩa là nó như thế nào, nó là thuộc loại rễ gì? Kích thước như thế nào? Như vậy là chúng ta thấy là rễ của nó là thuộc dạng là rễ cọc đúng không? To, khỏe và nó mọc sâu. Vì sao như vậy? Vì sao nó mọc sâu? Chúng ta thấy là thông thì thường mình nhìn thấy là nó mọc ở vùng đồi núi đúng không? Những cái vùng này là chất dinh dưỡng rất là nghèo nàn, nước rất là ít, thì nó phải, rễ nó phải mọc sâu xuống đất để hút chất dinh dưỡng và nước để nuôi cây đúng không nào? Chúng ta đi quan sát cái cơ quan sinh dưỡng thứ tiếp theo, đó là thân. Em quan sát đây là thân của cây thông này. Đây là một cành, hay còn gọi là thân phủ đúng không? Rồi, cây thông thuộc loại thân gì và đặc điểm như thế nào? Nó có đặc điểm gì? Chúng ta quan sát ha, về cái đặc điểm bên ngoài này, màu sắc này, lớp vỏ bên ngoài này. Thân gì thì hôm trước mình đã học rồi, các loại thân rồi. Các bạn trả lời xem cô, các bạn trả lời cô xem thử các bạn trả lời đúng không? Như vậy là cây thông ở đây là thuộc loại thân gì các em? Thân gỗ đúng không? Và nó phân rất là nhiều cành. Ở bên ngoài của nó như thế nào? Nó có màu nâu này đúng không? Và cái lớp vỏ bên ngoài các em thấy này, nó rất là xù xì hay là sần sùi. Đây là những, đây là cái đặc điểm ở những cái nhóm cây hạt trần đấy các em. Rồi chúng ta đi quan sát về lá thông. Đây, đây là lá thông. Nó có hình dạng số lượng như thế nào? Các em quan sát cho kỹ ha. Ở đây các em quan sát lá. Lá nó như thế nào các em? Hình gì đây? Hình này gọi là hình kim đúng không? Nó dài, nó nhỏ và nó thuôn nhọn như một cây kim, gọi là hình kim. Số lượng các em quan sát này. Nhìn kỹ và như vậy là nó sẽ có hai lá con trên một một bó nhỏ đúng không? Hoặc là đây là người ta gọi là thông hai lá, có một loại là thông ba lá và thông năm lá nữa. Thì những cái loại này các em ở đây thì rất là khó thấy, chúng ta lên Đà Lạt chúng ta sẽ thấy rõ hơn. Như vậy là lá nó hình kim, mọc từ 2 đến 3 lá trên một cành con ngắn.
Đây là cái đặc điểm cơ quan sinh dưỡng của cây thông. Các em ghi những cái nội dung này vào vở cho cô. Một phút 30 giây ha. Rồi chúng ta vừa đi tìm hiểu về cơ quan sinh dưỡng của cây thông. Bây giờ chúng ta sẽ đi tìm hiểu về cơ quan sinh sản. Như vậy là lúc này cô có ở đầu bài cô đã đặt ra một cái câu hỏi là cơ quan sinh sản của cây thông có phải là cái túi bào tử giống như cây rêu hay cây quýt hay không? Thì bây giờ theo các em có phải không? À, cái cơ quan sinh sản của cây thông người ta gọi nó là nón. Mà đây, đây là những cái nón thông. Hai cái hình này không phải là cây thông nha các em, mà nó cũng thuộc nhóm cây hạt trừng luôn. Đây người ta gọi là nón. Thì ở cây thông nón nó có hai loại, đó là một loại là người ta gọi là nón đực và một loại người ta gọi là nón cái. Thì bây giờ các em quan sát này, ở trong cái hình này đây là nón cái còn đây là nón đực nha các em. Các em cho quan sát và cho cô biết đặc điểm cấu tạo của nón đực và nón cái nè. À, đặc điểm là về hình dạng nè, về màu sắc nè, về kích thước nè, đúng không? Này, nón đực, nón cái. Nón đực về hình dạng thì nó như thế nào so với nón cái? Màu thì nó như thế nào? Vị trí của nó mọc ở trên cây ở đâu? À, chúng ta quan sát thấy này, nón đực thì nó có màu vàng và kích thước thì nó nhỏ hơn như nón cái, đúng không? Và thường thì nó mọc thành cụm 2 3 cái gì đó và nó mọc ở đầu cành. Còn nón cái thì nó lớn hơn nón đực và nó mọc riêng lẻ từng chiếc một ở nắp cành. Ở đây là hai cái lá cắt dọc của nón đực và nón cái. Đây là nón đực, đây là nón cái nha các em. Đây là lá cắt dọc của nón đực. Ở đây ở vị trí số 1 này người ta gọi nó là gì? À, là trục nón. Số 2. Số 2 là cái gì các em? Những cái này người ta gọi là vảy nhì, đúng không? Những cái này người ta gọi là vảy nhì. Nó mang cái túi phấn. Đây, đây là một cái túi phấn màu vàng này. Và thì túi phấn, trong túi phấn thì nó chứa, à, nó chứa hạt phấn. Như vậy ở vị trí số 2 là vảy nhì mang túi phấn. Và số 3 sẽ là những cái túi phấn, đúng không? Ở nón cái, cắt dọc nón cái thì nó cũng có một cái bộ phận giống như nón đực, người ta gọi đó là trục nón. Ở vị trí số 2 người ta gọi nó là vảy hay còn gọi là lá noãn, và trong ở vị trí số 3 nó nằm trong cái lá noãn này, người ta gọi là noãn. Thì ở cái bài trước chúng ta học này, sau khi thụ tinh thì noãn sẽ phát triển thành hạt. Như vậy là
thông sinh sản bằng gì? Vậy theo các em thông sinh sản bằng gì? À, nó có hạt thì nó sẽ sinh sản bằng bằng hạt đúng không nào? Hạt thì do đoạn phát triển thành. Như vậy có thể coi nó thông như một hoa được hay không? Có thể coi nó thông là một hoa không? À không đúng không? Tại vì nó chưa có bầu nhụy để chứa noãn. Đây là cô giới thiệu với các em về cái chu trình sinh sản của cây thông các em. Cô giới thiệu thêm để các em hiểu rõ hơn cái phần này thôi. Ở cây thông thì như chúng ta thấy là nó có nóng đực, nóng cái này. Trong nóng đực thì nó mang túi phấn, nóng cái thì nó mang những cái lá noãn hở. Túi phấn thì nó sẽ chứa nạ hạt phấn, lá noãn hở nó chứa noãn. Trong hạt phấn thì những cái hạt phấn này nó mang những cái tinh trùng đúng không? Hay là tế bào sinh dục đực. Noãn thì chứa noãn cầu, khi tinh trùng và noãn cầu thụ tinh sẽ tạo thành hợp tử sẽ phát triển thành hạt, hạt nảy mầm sẽ phát triển thành cây thông. Đó là cái chu trình sinh sản của cây thông. Ở đây các em quan sát hai cái hình cho cô biết vì sao cây thông được xếp vào nhóm hạt trừng. Hạt trừng là có nghĩa như thế nào? Các bạn trả lời xem có hiểu không? Ngang đây có hiểu vì sao cây thông được xếp vào nhóm hạt trừng không? Hay à, chúng ta thấy này ha, ở đây hạt nó nằm trong quả, nó được thịt quả bao bọc và bảo vệ đúng không? Còn ở đây chúng ta thấy này, hạt thông nó có được thịt quả bao bọc và bảo vệ không? À không, mà nó nằm lộ trên lá noãn hở, nó không được bao bọc, nó không được bảo vệ, cho nên gọi nó là hạt trừng. Như vậy nón thông không xem được, không được xem như một cái hoa, và khi mà chúng ta cái câu hỏi cô đặt ra đầu bài là chúng ta gọi nó là quả cũng không đúng luôn nha các em, gọi là nó nha. Quả thì phải bao bọc hạt, nhưng mà ở đây là hạt không được bao bọc cho nên không được gọi là quả. Này, cái giải thích cho cái câu này, vì hạt nằm lộ trên lá noãn hở. Chúng ta ghi những cái nội dung này vào vở cho cô nào. Cơ quan sinh sản của cây thông là nón, có hai loại nón đực và nón cái. Cây thông sinh sản bằng hạt nằm lộ trên các lá noãn hở. Các em có một phút để ghi cái nội dung này vào vở ha. Vậy là chúng ta vừa tìm hiểu về cơ quan sinh dưỡng, cơ quan sinh sản của cây thông. Chúng ta thấy là cây thông nó tiến bộ hơn, tiến hóa hơn ở nhóm ở cây dương sỉ, ở chỗ là nó sinh sản bằng hạt đúng không, nhưng mà nó vẫn chưa có hoa và quả. Thì chúng ta đi tìm hiểu phần tiếp theo, đó là giá trị của cây hạt trừng. Thì ở những cây hạt trừng ở nước ta nó có giá trị rất là cao, và vì vậy cho nên là nó bị khai thác rất là mạnh. Thì vậy thì nó dùng làm là gì để mà nó có giá trị cao như vậy? Thì chúng ta quan sát một số hình ảnh sau ha. Ở đây cô giới thiệu với các em, đây là cái thông ba lá, kim giao, bơ mu, đây là cây hoàng đàn. Thì các em nhìn vào những hình ảnh này thì theo các em người ta sẽ khai thác những cây này làm gì, hoặc là những cây này được dùng để làm gì? À, những cây này là chính là những cây nằm trong nhóm hạt trừng, có nghĩa là nó vẫn chưa có quả, chưa có hoa đây các em. Nó giống cây thông vậy đó.
À, những cây này chúng ta nhìn vào chúng ta cũng biết đúng không? Đây, thân cây rất là to, rất là cao như vậy là nó dùng để lấy gỗ đúng không? Về giá trị ở đây là dùng để lấy gỗ. Ta quan sát một số hình ảnh sau đây. Đây, cây thiên tế, thấy không? Cây vàng tế, trắc bách diệp, những cây này trong khuôn viên trường mình cũng có này. Ngay cái nhà xe có. Trắc bách diệp ở đâu các em? Thấy không? Bên cái đường thế nào nào, đường trong khu khu dân cư đây nè, trường mình này có nè. À, cây này là cây bách tán. Vậy các em nhìn thấy những cái hình này, những cây này dùng để làm gì? Theo các em dùng để làm gì? À, để dùng làm cảnh đúng không? Rồi. Các em ghi nội dung này vào vở cho cô nào. Giá trị của cây hạt rừng là nó cho gỗ tốt và thơm như cây thông, cây pơ mu, hoàng đàn, kim giao, hoặc là trồng để làm cảnh như cây tuế, bách tán, trắc bách diệp hay là thông tre. Rồi. Chúng ta thấy này, như lúc này cô đã nói đầu cái mục này là nó tại những cái cây hạt rừng nó có giá trị cao và cho nên nó bị khai thác rất là mạnh. Thì hiện nay thực trạng hiện nay là nó bị khai thác mạnh là dẫn đến cái số lượng nó bị giảm rất là nhiều. Đây. Vì vậy là chúng ta phải có những cái biện pháp như là chúng ta phải tăng cường trồng thêm đúng không? Phủ xanh đồi trọc, trồng thêm hoặc là tuyên truyền mọi người là không được chặt phá bừa bãi. Nghiêm cấm những cái hoạt động như là đốt rừng nè, phá rừng nè. Thì để xem thử các bạn, các em có nắm được bài hôm nay hay không thì cô có một số câu hỏi sau. Đầu tiên, nón không phải là hoa vì nón con không có màu sắc sặc sỡ, nón không có túi phấn, nón chưa có bầu nhụy chứa noãn hay là nón không có noãn. Ở đây các em trả lời nhanh cho cô nào. A, B, hay C hay D? 15 giây nha. À, ở đây là tại vì nón chưa có bầu nhụy chứa noãn cho nên nó không được xem là một hoa. Câu C nha các em. Câu số 2. Đặc điểm tiến hóa hơn của nhóm hạt rừng so với quýt là A, sinh sản bằng hạt. B, thân có kích thước lớn. C, có giá trị đối với đời sống con người. D, có rễ, thân, lá, thực. Câu nào? À, câu A sinh sản bằng hạt, còn quýt là nhóm quýt là nó sinh sản bằng bào tử đúng không? Câu số 3. Đâu không phải là cơ quan sinh dưỡng của thông? Chúng ta biết rồi, cơ quan sinh dưỡng là rễ thân lá như vậy là câu nào? À, câu B nón đúng không? Vậy nón là cơ quan gì? Các bạn trả lời xem. Nó là cơ quan gì? À, nó là cơ quan sinh sản. Rồi, bài học đến đây là kết thúc. Cô có một số dặn dò đối với các em như sau. Thì các em về nhà học bài trả lời câu hỏi trong sách giáo khoa cho cô. Thứ hai là các em chuẩn bị bài 41 hạt kín, đặc điểm của thực vật hạt kín. Đây, cô có một cái câu hỏi cho các em. Về nhà suy nghĩ trả lời hôm sau. Cô sẽ hỏi và bạn nào trả lời đúng và nhanh được cộng điểm. Đào lùn hụt hay gọi còn gọi là cây điều thấy rồi đúng không? Có phải là hạt rừng hay không? Vì sao? Này. Hôm sau ha, hẹn gặp các bạn hôm sau, các bạn cho cô câu trả lời ha. Rồi thì tiết học đến đây đã kết thúc.
Thì cảm ơn các em đã chú ý lắng nghe và xin chào và hẹn gặp lại các em ở tiết học sau.